thẳng này nó sẽ chia cơ thể chúng ta thành hai nửa, nửa trước và nửa gì nào? Nửa sau. Vậy cái nửa trước và nửa sau thì là cái nào nằm trước mặt phẳng thì gọi là mặt trước. Vậy bây giờ tôi hỏi anh chị cái lòng bàn tay là mặt trước hay mặt sau? Còn cái phần này gọi là mặt gì nào? Mặt sau. Cho dù tôi để tay như thế nào thì đây cũng gọi là mặt sau. Các anh chị hiểu này chưa? Rồi. Giống như các anh chị sẽ chụp X quang cho bệnh nhân. Ví dụ như chụp X quang ngược thẳng, tôi đứng như tư thế này thì đây chụp từ trước ra sau. Nhưng mà khi tôi đứng tư thế này thì sao? Từ sau ra trước, ví dụ như vậy ha. Cho nên chúng ta có khái niệm đó là sau trước, được chưa nào anh chị ha? Rồi. Tiếp theo, chúng ta có một mặt phẳng này gọi là mặt phẳng ngang, đi ngang qua rố. Thì thành phần nào nằm trên mặt phẳng thì người ta gọi là trên, còn dưới mặt phẳng thì người ta sẽ gọi là gì? Phần dưới, đúng không nào? Hồi nãy các anh chị có nhớ ngày xưa chúng ta học không? Cái tĩnh mạch chủ mà nằm phía trên gọi là tĩnh mạch chủ như nào?